Anh chị bỏ ra nha, xin các mình khác nhá. Đi ăn đi, đi ăn. Ơ không ăn à? Đi vào trên TV là nhiều ba lần. Ừ. Có chị, để chị ngủ. Ừ. Để chị ngủ nhé. À. Ôi trời ơi. Để ngủ thêm nhé.
Em xuống ngủ tiếp đi. Em rồi em ngủ tiếp rồi chứ. À. Không ngủ à? Sao bây giờ ngủ nữa? Tìm đi. Nào đi làm gì? À. Đói à? Đói à? À. Chị xuống đi làm đồ ăn cho nha. Đói đi xuống ăn nha. Mấy rồi nhỉ? Đi xuống ăn nha. Ăn đi. Yêu mà nè. Ừ. Đi ăn đi. Cô ăn chị bỏ ra nha. Chị cho mình khác nha. Đi ăn đi. Đi ăn. Ơ không ăn à? Ơ đi đâu rồi? Đi đâu đây? Đi chạy đi đâu đây? Nhiều ba ơi. Ừ. Nhiều ba ơi. Đi. Đi mà đi. Ừ, ba ơi. Đi một tắt. Sao? Sao đây? Cùng vào đây xin ba một xíu nhá. Vào đây xin ba xong một xíu xong rồi ăn nhá. Ăn ngoan nhá. Bi ăn giỏi đấy. Bà đút cho Bi ăn nhá. Chị đút thì Bi để ăn chứ. Bi. Bi nhìn ba. Ở Bi chơi đấy. Chị mở ba trên TV cho xem rồi mà. Đây chị gọi cho ba cho. Em biết mở à? Gọi ba nhé. Đây. Đây đi đi về ba đi, đi chào ba đi. Này Bibi ơi, ba kìa. Ba kìa, nghe không? Ba gọi kìa. Đây ba đang ở đảo đấy. Ba đang ở đảo đấy. 3 giờ ba về Bibi.
Alo. Bi ơi, ba nghe, ba gọi nha. Bi. Đây chị gọi ba. Bi ơi. Alo. Bi. Bi. Bi nhà ngoan không? Bi ngoan. Bi ngoan lắm. Nãy ba bên Bi Bi ăn không ăn nhiều ba. Bi ngoan à? Bi phải ngoan chứ. Hử? Nhớ ba không? Ba mới vào đất liền rồi. Ba có sóng rồi, ba gọi gì này? Thưa ba. Ba vào đất liền rồi, alo. Đây, đây. Alo. Chào ba kìa. Bi đang không ăn, không ăn thì nhớ ba. Bi cố gắng ăn đi nhá. Đấy, ba bảo ăn kìa nha. Hai hôm là ba về. Ba sắp xếp xong công việc ba về nhá. Thấy chưa? Ừ. Đi. Nhá. Mấy hôm rồi ba về. Ba xong việc rồi, giờ ba chỉ sắp xếp hồ sơ rồi về thôi. Đi nhà phải ngoan nhá. Hả? Ba bảo Bi ăn đi, Bi đang bỏ ăn. Bi ăn đi. Bi ăn cơ, tí nữa ăn mẹ lấy trái cây cho ăn đi nhá. Đang lấy. Ba xong việc rồi ba về. Thấy chưa? Nghe chưa? Ba bảo chưa đấy. Ba bảo ăn đấy. Gọi cho ba xem. Ăn tí nữa lại ăn đi nhá. Hai hôm nữa này ba về. Đấy, nghe gì chưa? Hai hôm nữa ba về rồi. Hai hôm nữa ba về rồi. Ờ, hai hôm nữa này ba về. Nhá, Bi ăn đi nhá. Để mấy hôm nữa ba về. Ừ, ở nhà ngoan nhá. Ai ngoan nhá. Ai ngoan nhá. Ba vừa mới vào đảo rồi, nhưng sóng ở đây cũng hơi yếu cho nên hơi mờ. Alo. Ba bảo giờ đi ăn nhá. Gọi cho ba rồi này. Gọi cho ba rồi này. Xong về ba. Alo. Rồi, bye bye Bi nhá. Bye bye ba. Ngoan nhá. Em lấy trái cây cho Bi ăn đi. Vâng vâng, giờ em đi lấy. Bye bye. Bye bye nhá. Đi ra ăn luôn à? Ôi, tự trẻ ra ăn thôi nè. Chị cũng đi xin ba xong. Tự trẻ ra ăn thôi nhé. Giỏi quá. Để chị ngồi đây để đi nha. Em ăn đi, em cho ăn đi. Em ngon nhé, em ngon có cho ba khỉ. Cho khỉ ba về, ba mua quần áo cho nhé. Thế nào ông ăn như này là tốt không? Ăn tiếp nhé. Ngon quá. Này đây chị vứt vỏ. Bi ăn giỏi nhé, hai ngày nữa là bố về rồi. Ăn nhé, bữa nào phải ăn như này nhé. Bữa nào cũng tự ăn như này nhé. Ăn giỏi như này nhé. Đừng có bỏ ăn nhé, chị sợ lắm. Chị lấy nho ăn của Bi nhé. Để thêm nhá. Ăn thêm không? Thì ăn giỏi nhé, thì chị bóc thêm nhá. Bóc thêm xíu cho Bi ăn. Ừ, chơi chị. Chơi chị bóc giỏi nhé. Yeah.
Ok. Anh nốt cho này nhá, anh nốt con chị lấy sữa cho anh. Đây đây, nó đây. Này, cho Bi ăn nốt này. Còn một miếng này. Anh nốt con chị lấy sữa cho uống. Mình sẽ uống nhé. Chờ người hết rồi. Cắt ra nha, ngồi đây chờ chị lấy sữa uống nhé. Đây, chị mang sữa đi đến đây. Này. Đây. Đi. Để cái này nhé. Chị Hiệp đi uống rồi, hết rồi này. Hết rồi này. Đó chưa? Này uống nó đi, chị đang uống đây. To chưa? Ê, buồn ngủ à? Uống nó đi, chị cắt cho. Hết chưa? Này, cứ nó cho này đi. À, hết chưa? Bây giờ chị cắt cho nha. À, đây là một. À, đây. Hôm nào cũng phải ăn ngoan như thế nha. Đi, thôi. Nè, chị bé. Chị bé. Ôi trời. Cắt nha.